Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất để gửi tới quý vị và các bạn. Sau đây là những tin tức đáng chú ý trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Theo thông tin từ Cục Thuế tỉnh, tháng 8 năm 2024, thu ngân sách toàn tỉnh Hưng Yên ước đạt gần 2.597 tỷ đồng. Lũy kế 8 tháng năm 2024, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn toàn tỉnh ước đạt trên 28.000 tỷ đồng, đạt 87,8% so với dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao của năm 2024. 8 tháng đầu năm, thu ngân sách ước đạt trên 280.000 tỷ đồng, tăng gần 26% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nội địa tăng 25,3%, thuế xuất nhập khẩu 2.913 tỷ đồng, tăng 28,7%. Một số khoản thu nội địa tăng như thu từ doanh nghiệp nhà nước, thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thu từ khu vực ngoài quốc doanh, thuế thu nhập cá nhân, các khoản thu về đất. Bộ Công Thương vừa đưa ra đề xuất về việc xây dựng một trung tâm sản xuất, lưu trữ và kinh doanh nguyên liệu thô dành cho ngành công nghiệp dệt may và giày dép. Dự kiến trung tâm này sẽ bắt đầu hoạt động vào năm 2025 và được đặt tại một địa điểm chiến lược để tối ưu hóa chuỗi cung ứng trong nước và giảm sự phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu. Theo Bộ Công Thương, trung tâm không chỉ là nơi cung cấp nguyên liệu mà còn nâng cao khả năng cạnh tranh của Việt Nam trên trường quốc tế. Trung tâm này được kỳ vọng sẽ giúp Việt Nam kiểm soát tốt hơn nguồn nguyên liệu sản xuất, đặc biệt là trong bối cảnh thương mại quốc tế đang có nhiều diễn biến. Các nhà sản xuất hiện đang phải đối mặt với thách thức từ sự phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu, đặc biệt là từ Trung Quốc, Hàn Quốc và các quốc gia ASEAN khác. Việc xây dựng trung tâm nguyên liệu trong nước không chỉ giảm thiểu rủi ro từ những biến động của thị trường quốc tế, mà còn tăng cường năng lực sản xuất của ngành công nghiệp này tại Việt Nam. Ngành dệt may và da giày là những ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, đóng góp đáng kể vào tổng kim ngạch xuất khẩu quốc gia với mức tăng trưởng bình quân hàng năm là 10%. Ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam VITAS cho biết, hiện có nhiều chợ nguyên phụ liệu đang hoạt động, tuy nhiên quy mô nhỏ lẻ và không hiệu quả. Về lâu dài, Việt Nam cần có trung tâm giao dịch và phát triển cung ứng nguyên phụ liệu vì khi thị trường và ngành dệt may, da giày trong nước phát triển, sẽ cần có nơi để tập trung mẫu, phân phối nguyên phụ liệu, đầu tư, chuyển giao công nghệ và giao dịch giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Cũng theo ông Trương Văn Cẩm, cần phải thúc đẩy phát triển hoạt động của thị trường cung ứng nguyên phụ liệu theo hướng quy mô, chuẩn hóa và minh bạch. Có như vậy mới giúp các doanh nghiệp trong ngành, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đổi mới sáng tạo và nâng cao tính năng động, hiệu quả, có cơ hội vươn lên, tham gia mạnh mẽ hơn vào chuỗi cung ứng của ngành. Ông Nguyễn Đức Thuấn, Chủ tịch Hiệp hội Da giày Túi sách Việt Nam Lefaco cho biết, chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 đã xác định dệt may, da giày là hai trong số 7 ngành công nghiệp ưu tiên của Việt Nam. Tuy nhiên, để tiếp tục phát triển ngành trong giai đoạn sắp tới, cần có những giải pháp đột phá để nâng cấp chuỗi giá trị ngành nhằm tạo ra những lợi ích bền vững. Để làm được điều này, cần phải thúc đẩy phát triển hoạt động của thị trường cung ứng nguyên phụ liệu theo hướng quy mô, chuẩn hóa và minh bạch, từ đó giúp các doanh nghiệp trong ngành, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, nâng cao tính năng động, hiệu quả, có cơ hội vươn lên và tham gia vào chuỗi cung ứng ngành. Trên cơ sở đó, ông Thuấn kiến nghị xây dựng khu trung tâm giao dịch phát triển nguyên phụ liệu và đổi mới sáng tạo ngành thời trang Việt Nam tại Bình Dương. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương vừa thông báo về kế hoạch tổ chức hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, kết hợp với hoạt động xúc tiến đầu tư, dự kiến diễn ra vào sáng ngày 25 tháng 9. Ngoài sự kiện chính, tỉnh cũng sẽ tổ chức các lễ động thổ và khởi công một số công trình trọng điểm bao gồm khu phức hợp WTC Bình Dương tại vòng xoay A1, khu công nghiệp Cây Trường và khánh thành đường tạo lực Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Bầu Bàng, cầu Bạch Đằng 2. Đáng chú ý, cả hai dự án WTC Bình Dương và khu công nghiệp Cây Trường đều do Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp BSAMEC, IDC, mã chứng khoán BCM làm chủ đầu tư. Cụ thể, khu phức hợp vòng xoay A1 WTC Gateway được quảng bá là khu đô thị phát triển theo mô hình TOD gắn kết với giao thông công cộng đầu tiên tại Bình Dương với diện tích khoảng 7 ha. Dự án có nhà ga trung tâm kết nối với thành phố Thủ Đức và tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên của thành phố Hồ Chí Minh. Theo quy hoạch, khu vực này sẽ là một quần thể bao gồm trung tâm tài chính ngân hàng, hội nghị quốc tế, khách sạn, khu mua sắm và khu văn phòng.
Xung quanh vòng xoay sẽ có các dự án căn hộ và văn phòng cho thuê. Sau khi hoàn thành, WTC Gateway dự kiến trở thành trung tâm thương mại lớn nhất Việt Nam với diện tích 168.000 m², bao gồm nhiều hạng mục như đài phun nước ngoài trời, quảng trường lớn, trung tâm mua sắm 6 tầng, rạp chiếu phim, khu ẩm thực, khu vui chơi thể thao trong nhà, khách sạn và văn phòng hội nghị. Trong khi đó, khu công nghiệp Cây Trường được phê duyệt từ đầu năm 2022 có diện tích khoảng 700 ha nằm trên địa bàn xã Cây Trường 2 và thị trấn Lai Uyên, huyện Bầu Bàng với tổng vốn đầu tư ước tính gần 5.460 tỷ đồng. Được biết, công ty Besamic IDC thành lập năm 1976, sau đó được cổ phần hóa và niêm yết cổ phiếu BCM trên Upcom vào năm 2018. Đến năm 2020, công ty chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại, Besamic IDC thuộc sở hữu của tỉnh Bình Dương với 95,44% cổ phần do Ủy ban Nhân dân tỉnh nắm giữ. Tuy nhiên, vào cuối tháng 5, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký quyết định giảm tỷ lệ này xuống trên 65% từ nay đến hết năm 2025, tức là sẽ thoái hơn 30% cổ phần. Besamic IDC được mệnh danh là ông lớn trong lĩnh vực khu công nghiệp tại Bình Dương, đồng thời cũng là nhà phát triển hạ tầng hàng đầu Việt Nam, doanh nghiệp sở hữu và quản lý 7 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 4.700 ha, chiếm hơn 30% thị phần cấp tỉnh và đứng thứ 3 toàn quốc với 3,6% thị phần. Hàng năm, Besamic IDC ghi nhận doanh thu từ 7.000 đến 8.000 tỷ đồng với lợi nhuận sau thuế đạt từ 1.000 đến 2.000 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm nay, Besamic IDC đạt doanh thu thuần 1.973 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, lợi nhuận ròng của doanh nghiệp tăng mạnh đạt hơn 513 tỷ đồng, tăng gấp 10 lần so với cùng kỳ. Tuy nhiên, Besamic IDC mới chỉ hoàn thành 22% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đề ra cho cả năm. Dự án thành phố thông minh Bắc Hà Nội Smart City có tổng mức đầu tư lên đến 4,2 tỷ đô la Mỹ cùng diện tích hơn 270 ha. Điểm nhấn của dự án là tòa tháp tài chính cao 108 tầng. Nếu được hoàn thành, tòa tháp này sẽ trở thành tòa tháp cao nhất Việt Nam, cũng là tòa tháp cao nhất Đông Nam Á. Dự án thành phố thông minh Bắc Hà Nội Smart City có tổng mức đầu tư lên đến 4,2 tỷ đô la Mỹ. Đây được xem là một trong những dự án bất động sản có vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam hiện nay. Siêu dự án này được triển khai trên diện tích hơn 270 ha, nằm ngay chân cầu Nhật Tân thuộc địa phận ba xã Hải Bối, Vĩnh Ngọc và Kim Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội. Chủ đầu tư dự án là công ty đầu tư phát triển thành phố thông minh Bắc Hà Nội. Đây là liên doanh giữa tập đoàn BRG Việt Nam và tập đoàn Sumitomo Nhật Bản. Dự án được chia thành 5 giai đoạn, dự kiến sẽ được hoàn thành toàn bộ công trình vào quý 4 năm 2032, quý 4 tức là từ tháng 10 đến hết tháng 12. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ cung cấp 6 giải pháp thông minh gồm năng lượng, giao thông, quản trị, học tập, kinh tế, đời sống. Điểm nhấn của dự án thành phố thông minh là tòa tháp tài chính, dự kiến cao 108 tầng. Nếu được hoàn thành, tòa tháp này sẽ trở thành tòa tháp cao nhất Việt Nam và hàng đầu Đông Nam Á. Về tiến độ của dự án, từ tháng 10 năm 2019, nhà đầu tư đã tổ chức lễ động thổ. Tuy nhiên, từ sau đó đến tháng 7 năm 2023, dự án vẫn chưa triển khai thêm vì phải chờ điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin trên kênh YouTube của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin sau.